Đợt tập trung của đội tuyển bóng đá Việt Nam tháng 11 năm 2023 đánh dấu sự thiếu vắng của nhiều hậu vệ mạnh khi huấn luyện viên Park Chu-sia chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Trong số đó, Đoàn Văn Hậu với chấn thương gót chân nghiêm trọng và Đỗ Duy Mạnh sau tai nạn giao thông đều không thể góp mặt. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi nhất là việc Hồ Tấn Tài, dù đang thi đấu xuất sắc cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, không được gọi lên tuyển. Hồ Tấn Tài, nổi tiếng với khả năng phòng ngự chắc chắn và khả năng tấn công biên, lại không phù hợp với triết lý của huấn luyện viên Chu-sia, hoặc có thể nhà cầm quân này chưa thực sự nhận ra được tầm quan trọng của Tấn Tài, người từng là chốt chặn không thể thiếu dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Bên cạnh đó, Nguyễn Thành Trung cũng không có tên, trong khi Bùi Tiến Dũng, với sự trở lại bất ngờ, đã được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà Duy Mạnh để lại. Những sự thay đổi trong đội hình này không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển mà còn là đề tài nóng hổi cho báo chí và người hâm mộ bóng đá Việt Nam.